Xin chào tất cả quý vị và bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Vios cho cả 3 phiên bản, từ chiếc xe Toyota Vios G số tự động, Vios E số tự động và bản Vios E số sàn. Khi mà sang tháng 12 này, chiếc xe Toyota Vios đã thay đổi chương trình khuyến mại em nhá. Đó chính là tăng cường giảm giá bằng tiền mặt cho anh em đấy ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios G số tự động. Với giá miết của chiếc xe này đang là 592 triệu. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 12 này, Hà Nội đang là 630 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì là 599 triệu. Cần tiệm cận với cả giá niêm yết em nhá. Còn ở tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 611 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 619 triệu. Còn đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 208 triệu. Tỉnh thì là 176 triệu. Tỉnh áp thuế 1200 thì 188 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 196 triệu. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Vios E số tự động ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 542 triệu. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 12 này, Hà Nội đang là 574 triệu. Còn ở tỉnh thì 544 triệu. Tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 555 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 564 triệu. Còn đối với trả góp thì đang là 191 triệu. Tỉnh thì 161 triệu. Tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 171 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 180 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp, đều là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Vios E số sàn, nó sắp bản thấp nhất của dòng xe Toyota Vios. Với giá miết của chiếc xe này đang là 489 triệu. Khi dùng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 12 này, Hà Nội đang là 515 triệu. Còn ở tỉnh thì 484 triệu. Tỉnh áp thuế 1200 thì là 495 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 505 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 173 triệu. Tỉnh thì là 144 triệu. Tỉnh áp thuế 1200 153 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 163 triệu ạ. Ok, vậy do em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho 3 phiên bản của chiếc xe Toyota Vios. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe, thông báo dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các em ạ.